Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Kỷ niệm 10 năm thành lập và lễ khai giảng trường tiếng Việt Sao Mai tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng đến với dịch vụ ngủ trưa di động Netify của người Mỹ gốc Việt. Như chúng tôi đã đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có buổi nói chuyện với các cán bộ đại sứ quán, bà con Việt Kiều và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Và sau đây là nội dung chi tiết buổi nói chuyện này. Trò chuyện với các cán bộ đại sứ quán, bà con Việt Kiều và đại diện các doanh nghiệp tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục. Việt Nam đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào và là đối tác thương mại hàng đầu của Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Lào có truyền thống yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước Lào anh em và góp phần quan trọng vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, các doanh nghiệp và bà con Việt Kiều của chúng ta đã đóng góp hết sức quan trọng vào cái thắng lợi cho cái quan hệ giữa hai nước. Mỗi một người dân Việt Nam, một Việt Kiều hay là một doanh nhân công tác ở đây là một đại sứ để thực hiện cái đối ngoại nhân dân, để gắn kết hơn nữa cái tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân ngày càng nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cần tăng cường chủ động đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân, kiều bào cả về tinh thần, thông tin và pháp lý. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và cử tri cả nước rất quan tâm theo dõi cuộc sống của bà con Việt Kiều tại nước ngoài, bởi bà con là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Thành công của bà con Việt Kiều cũng là thành công của đất nước Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương một số doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã kinh doanh, làm ăn thành công, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Lào cũng như của Việt Nam. Đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hơn nữa và đạt nhiều hiệu quả kinh tế cao, vừa xây dựng hình ảnh tốt đẹp của doanh nhân Việt trên đất nước bạn Lào. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mới đây đã được trao tặng Giải thưởng Vàng Toàn cầu 2016 cho những nỗ lực liên kết trường dạy nghề và doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác thành công với Liên đoàn Giới chủ Na Uy NHO về phát triển mô hình dạy nghề kiểu mới tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ trao giải thưởng toàn cầu năm 2016 cho những nỗ lực liên kết trường dạy nghề và doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác thành công với Liên đoàn Giới chủ Na Uy NHO về phát triển mô hình dạy nghề kiểu mới tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Tuyết Mai đã bày tỏ cảm ơn đối với NHO và Bộ Ngoại giao Na Uy đã ủng hộ cho dự án này. Theo mô hình liên kết thì các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, đóng góp xây dựng giáo trình, phương pháp giảng dạy đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cử cán bộ kỹ thuật đến giảng tại trường, tiếp nhận giáo viên và sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các em sinh viên trường nghề cũng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm và doanh nghiệp cũng giảm bớt chi phí đào tạo lại khi tuyển dụng đúng người, đúng việc mà họ cần. VCCI và Liên đoàn Giới chủ Na Uy NHO thiết lập quan hệ hợp tác năm 2004. NHO hỗ trợ VCCI nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến lao động, bao gồm thương lượng tập thể, đối thoại xã hội và quản lý nguồn nhân lực. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 10 năm, một trường học nhỏ nằm giữa trung tâm thương mại Thái Bình Dương tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã được ra đời với mục đích dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt sinh sống trên nước Đức. Và vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, các học sinh của trường tiếng Việt Sao Mai đã có một lễ khai giảng và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường đón chào năm học mới. Tiếng trống rộn ràng, những tiết mục biểu diễn tự dàn dựng của cô giáo và các em học sinh thuộc thế hệ người Việt thứ ba sinh ra và lớn lên ở Đức mừng lễ khai giảng năm học mới. Cháu
rất cảm thấy rất vui và vinh dự vì cháu là học sinh của trường Tiếng Việt Sao Mai. Và các cô giáo luôn yêu thương và quan tâm đến cháu. 10 năm qua, trường Tiếng Việt Sao Mai dù gặp nhiều khó khăn nhưng luôn duy trì 4 lớp học với khoảng 60 học sinh. Dù chỉ một buổi một tuần nhưng các giáo viên của trường luôn truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt cho các em. Ông Hiền Anh, 13 tuổi, học lớp 7 và quê ở Ninh Bình. Mình rất là vui thấy con đây từ ngày đi học đến giờ là thêm hiểu biết thêm về lễ phép hơn, nói tiếng Việt nhiều hơn và hòa đồng với cả bạn bè người Việt và người Đức nhiều hơn ạ. Bên cạnh việc dạy chữ tiếng Việt, giáo viên trường tiếng Việt Sao Mai còn tổ chức các lớp múa, hát để các cháu cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là phải nên là giữ gìn bảo tồn tiếng Việt. Như vậy thì các con sẽ hiểu bố mẹ hơn, đồng thời là hiểu được quê hương đất nước Việt Nam và sẽ gắn bó tình cảm với cả Việt Nam, con người và đất nước. Một năm học mới bắt đầu, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Có thể các em học sinh nói tiếng mẹ đẻ còn chút ngọng nghịu, nhưng với cha mẹ, thầy cô giáo thì các em chính là tương lai, là những sứ giả đưa giá trị của bản sắc Việt Nam tới với bạn bè thế giới. Cũng tại Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại sân Bau Union Berlin, câu lạc bộ bóng đá VLC viết tắt của cụm từ vui là chính của cộng đồng người Việt đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Hơn 40 thành viên của câu lạc bộ đã cùng với nhiều bạn bè ham mê bóng đá từ những thành phố khác nhau đã gặp gỡ bốc thăm chia thành 3 đội thi đấu giao hữu. Giải đấu kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ đã thu hút sự tham gia của các cầu thủ ở nhiều lứa tuổi đến từ nhiều thành phố khác như Dresden và Rostock. Giải đấu đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha tranh bóng quyết liệt trên tinh thần vui, khỏe và đoàn kết. Từ nhiều năm nay, câu lạc bộ chúng tôi đã thường xuyên có những chương trình về Việt Nam giao lưu. Một là nối cái tình cảm giữa quê hương và bà con cộng đồng Cộng hòa Liên bang Đức. Nhưng cái thứ hai là thông qua bóng đá chúng tôi được gặp lại rất nhiều người bạn bè thân thiết. Tháng 10 tới đây, câu lạc bộ sẽ về Việt Nam, Lào và Campuchia để thi đấu giao hữu, cũng như có một trận giao hữu với đội bóng đá của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã chính thức đăng ký hoạt động với Tòa án Đức và có kế hoạch thành lập hai đội bóng đá trẻ của người Việt ở lứa tuổi U15 và U18 để phát triển phong trào bóng đá trong thế hệ trẻ của người Việt tại Đức. Để có thể liên kết tổ chức câu lạc bộ quy mô như hiện nay cũng nhờ sự đóng góp của một số thành viên nòng cốt vốn là cầu thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam trước đây. Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, chúng tôi đã làm đơn và chính thức là được Tòa án Đức chấp nhận và cho chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ là SCVLC, có nghĩa là có nhiều môn thể thao, sport club có nhiều môn thể thao ở trong cái câu lạc bộ chúng tôi. Và chúng tôi là trong dự kiến sẽ thành lập 1-2 đội bóng đá và một vài cái môn thể thao khác như bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông để cho cái tương lai chúng tôi cũng hy vọng là tạo ra một cái câu lạc bộ của người Việt Nam ở vùng Berlin. Được thành lập từ tháng 9 năm 2006 tại Berlin, từ 13 thành viên sáng lập ban đầu, tới nay câu lạc bộ VLC đã có thêm hàng chục thành viên duy trì luyện tập và giao lưu thường xuyên vào thứ bảy hàng tuần. Suốt 10 năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều giải thi đấu giao hữu với các đội bóng đá của người Việt ở các thành phố khác như giải 40 Flood năm 2010, thi đấu với các bạn Đức, mời một số cựu tuyển thủ Việt Nam sang Đức giao lưu thi đấu. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã nhiều lần tổ chức về Việt Nam thi đấu giao hữu tại nhiều thành phố khác nhau. Còn ở Kloppenburg, miền Bắc của nước Đức thì cũng vào ngày 24 tháng 9, bà con cộng đồng tại đây đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập cộng đồng và Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Cho dù là thời điểm tổ chức cũng đã khá xa so với ngày Tết Trung Thu, nhưng với những người con sống xa Tổ quốc, họ cũng đã cố gắng thu xếp thời gian cũng như là công việc hàng ngày để mang lại chút hương vị quê nhà cho con em mình. Cộng đồng người Việt đã hình thành và phát triển. Hơn 300 bà con kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt tại Kloppenburg, miền Bắc Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đồng người Việt tại đây. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí ấm cúng với nghi lễ dâng hương bái tổ, múa lân, múa quạt. Cũng tại buổi lễ, nhiều cá nhân cũng đã vinh dự được trao giấy khen và kỷ niệm chương nhờ những đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt tại đây trong suốt 10 năm qua. Nhân dịp này, bà con cũng đã tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi với mong muốn các cháu biết đến những ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn kết hợp giao lưu ẩm thực đã tạo không khí sôi động, gắn kết bà con người Việt nơi đất khách quê người.
Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy mỗi năm các doanh nghiệp nước này đã mất đi khoảng 18 tỷ đô la do năng suất làm việc của người lao động bị giảm vì buồn ngủ, mà nguyên nhân chính là do thói quen không ngủ trưa. Một số tập đoàn lớn ở Mỹ đã cố gắng cải thiện tình trạng này bằng việc trang bị những chiếc ghế ngủ trưa ngay trong trụ sở làm việc của mình. Nhưng điều này đòi hỏi chi phí rất lớn và do đó không phải doanh nghiệp nào cũng có thể trang bị được. Chính vì thế mà mới đây cộng đồng khởi nghiệp ở Mỹ đã xôn xao với sự ra đời của một dịch vụ độc đáo. Đó là dịch vụ ngủ trưa di động có tên là Napify của hai anh em người Mỹ gốc Việt ở bang California. Hãy cùng với phóng viên của chúng tôi tìm hiểu về dịch vụ này qua phóng sự sau. Đón chúng tôi là Kevin Vinh Phạm, tên Việt Nam là Khoa, sang Mỹ định cư năm 2003. Sau khi tốt nghiệp Đại học Fullerton và đi làm cho một số công ty tài chính, giờ Khoa nghỉ hẳn mọi công việc để tập trung toàn bộ cho ý tưởng khởi nghiệp của hai anh em. Đây là cái xe mô hình mà tôi và em trai tôi đã làm ra. Mục đích đó là để phục vụ cho những cái người sinh viên, học sinh, những người đi làm mà mệt mỏi trong giờ trưa, họ có thể lấy 45 phút tới 1 tiếng để họ có thể nghỉ trưa. Thì mình làm một dịch vụ y như là một khách sạn di động. Khác với vẻ bề ngoài nhỏ gọn, không gian bên trong rất rộng rãi. Ở bàn lễ tân luôn có một nhân viên quản lý mọi hoạt động, từ tiếp đón khách, thay chăn ga, vỏ gối đến vận hành xe. Mỗi chiếc Napify thế hệ thứ nhất này có 4 phòng ngủ, trong đó có giường, bàn làm việc, ổ cắm điện, internet, tủ đựng đồ và cửa sổ lấy sáng có rèm che, đồng thời là cửa thoát hiểm. Đa phần những người xài ở đây, họ vô đây chỉ cần 3 phút để họ có thể vào một giấc ngủ. Tại vì cái môi trường nó thực sự là nó yên tĩnh, không gian cách âm, có máy lạnh rất là thoải mái. Nệm giường rất là êm, mình không phải ngủ ví dụ trong xe hay là mình ngủ trên ghế sofa thì nó rất là khó chịu. Đây là như một cái phòng ngủ ở nhà của mình. Bên cạnh đó, trong mỗi phòng ngủ được trang bị một chiếc đèn có tính năng đặc biệt. Khi hết giờ nghỉ, nhân viên lễ tân có thể điều khiển từ xa làm đèn sáng dần lên hoặc nhấp nháy theo cường độ tăng dần cho tới khi khách tỉnh giấc. Màu sắc của đèn có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của khách. Dựa trên nghiên cứu khoa học về tầm quan trọng của giấc ngủ trưa và xuất phát từ mô hình nhà nghỉ con nhộng ở Nhật Bản, song ưu điểm nổi bật của dịch vụ này là tính năng di động. Nó có thể được đưa đến bất kỳ đâu có nhu cầu như bãi biển, trường học hay bãi đậu xe của một công ty, thậm chí là ở ngay một góc phố. Xe được trang bị ắc quy và máy nổ để đảm bảo cung cấp điện trong mọi điều kiện. Chi phí cho một chiếc xe Napify thế hệ thứ nhất này vào khoảng 40.000 đô la Mỹ và mức phí cho mỗi 45 phút nghỉ trưa vào khoảng 13 đô la Mỹ. Hơn 300 khách hàng đầu tiên đã tỏ ra vô cùng thích thú với mô hình dịch vụ mới này. Tôi thường dừng để nghỉ sau khi lái xe khoảng 3 đến 4 tiếng để đảm bảo an toàn trong những chuyến đi dài. Và đây là một chỗ tuyệt vời để tôi có thể nghỉ ngơi trong khoảng 1 giờ. Để thuận tiện cho khách hàng, hiện anh em nhà Khoa và Khương Phạm đang xây dựng một phần mềm chạy trên điện thoại di động. Nhờ đó khách hàng có thể định vị được chiếc xe nào đang gần mình nhất, còn những phòng nào và có thể đặt phòng trực tiếp từ điện thoại của mình. Nghe ra thì đây rõ ràng là một giải pháp tuyệt vời cho một giấc ngủ trưa. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử trải nghiệm thực tế luôn nhỉ? Mà quả thật bây giờ tôi cũng đang rất cần nghỉ để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo. Vâng, thật sự là một dịch vụ khá là thú vị và nó lại thể hiện sự thông minh cũng như là nhanh nhạy của người Việt Nam chúng ta. Đến đây thì bản tin Người Việt Bốn Phương cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.